Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm chăm sóc xe hơi Hương Thịnh Phát, có địa chỉ tại 79C đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Hòa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trung tâm mà bên mình vừa set up và quay vào quy trình vận hành. Đấy. Thì để làm ra một cái trung tâm chăm sóc xe như thế này, làm chuyên về rửa xe ô tô, chăm sóc xe, nội thất, khoang máy, đánh bóng xe lắp bích, phủ xe lắp bích, phủ gầm. Đấy, thì cần những trang thiết bị gì? Thì mời quý vị và các bạn cùng mình vào đây để tham quan và tìm hiểu chi tiết những cái trang thiết bị cần có cho một trung tâm chăm sóc xe nhé. Làm rửa xe thì không thể thiếu được đó chính là chiếc cầu lông một trụ. Đấy, thì chiếc cầu lông này mình đã giới thiệu cũng rất là nhiều rồi. Đây là chiếc cầu lông một trụ Ấn Độ với tổng sức lông 4 tấn đấy. Đấy, chiều cao làm việc là 1,5 mét. Và hiện tại đây thì mình đang set up cho trung tâm, đó là mặt bàn chữ H âm nền. Đấy, đây là mặt bàn chữ H âm nền này, đều với tổng sức lưng là 4 tấn nhé, chiều cao làm việc là 1,5 mét. Đấy, và ở đây sẽ được bố trí là cái bình dầu và cái hệ thống điều khiển tại đây. Đấy, thì tất cả hệ thống cầu lưng đều nhập khẩu 100% tại Ấn Độ nhé. Đấy, các bạn nhé. Và làm khu vực rửa xe và chăm sóc xe rồi thì không thể thiếu được đó chính là chiếc máy rửa xe. Và chiếc máy rửa xe ở đây thì mình đang cung cấp cho trung tâm, đó là hai chiếc máy rửa xe Manzoli của Ý, được sản xuất 100% tại Ý. Đấy. Với công suất motor là 2,2 kg và áp lực đầu ra là 153. Thì đây là cái giải pháp tối ưu nhất và ổn định nhất cho trang thiết bị dùng điện áp một pha 220. Với chiếc máy rửa xe này sẽ được kết nối lên khu vực tay quay 360 độ để phục vụ khu vực rửa xe này. Đấy, thì sẽ được bố trí. Và đây thì là những cái bộ Zoro dây rút nâng cao cái tính năng chuyên nghiệp của nhà xưởng, và nó sẽ đặc thù cho với cái trung tâm có diện tích mặt bằng khá là khiêm tốn ở đây, thì sẽ được bố trí cho là hai bộ Zoro dây rút ở đây. Đấy. Và đây thì sẽ gồm có hai hơi, một điện và một nước ở đây để làm các công việc vệ sinh chi tiết ở đây. Ở đây thì mình đang cung cấp cho trung tâm, đó là chiếc máy hút bụi Camry 70 lít 2 motor với công suất motor là 2000W. Đấy. Thì đây là chiếc máy để có thể phục vụ cái công việc là hút sàn, vệ sinh, chăm sóc chi tiết, làm nội thất, rất là đảm bảo được cái tiêu chuẩn kỹ thuật nhé. Và để làm được cái dịch vụ là phủ gầm và các dịch vụ chăm sóc nhanh, thay dầu, thay nhớt thì không thể thiếu đó là chiếc cầu hai trụ. Đấy. Đây là chiếc cầu hai trụ model thương hiệu Uli Việt với tổng sức lưng là 4,5 tấn. Và đặc biệt cái chiếc cầu lưng này thì là sẽ có một cái đặc điểm tối ưu, đó là các bạn có thể thấy nhìn là sẽ được tăng cái tính năng chịu lực hơn rất là nhiều với kết cấu là chấn 8 lần hay là gọi là gập 8 lần này. Như các bạn có thể thấy, được gập rất là nhiều lần sẽ tăng cái độ chịu lực của cầu lên rất là cao. Và đây là chiếc cầu lưng hai trụ rằng trên sẽ giúp cho cái công việc mà làm vệ sinh, sửa chữa thay thế nhanh gầm này, hoặc là làm công việc phủ gầm, thay dầu, thay nhớt, thay cốc lọc dầu tại khu vực ở đây. Đấy. Và thêm một thiết bị nữa thì các bạn không thể thiếu thì khi mà các bạn đã làm chăm sóc chi tiết và kết hợp với cầu lưng hai trụ, đó là chiếc máy hút nhớt với model là HC3297. Thì đây là chiếc máy hút nhớt, các bạn có thể vừa hút trực tiếp tại khoang máy, khu vực động cơ lên cái bình hút này, hai là các bạn kết hợp với cầu một trụ hoặc là cầu hai trụ có thể xả đáy trực tiếp tại đây. Đấy, hoặc là khi mà các bạn thay cốc lọc dầu thì các bạn sẽ xả nhớt xuống đây. Đấy. Chiếc máy hút nhớt này thì với bình hút là 10 lít này, bình hút là 10 lít này và bình chứa là 80 lít nhé, thì nó sẽ là đảm bảo và nâng cao cái tính năng chuyên nghiệp cho nhà xưởng rất là nhiều, thuận lợi cho cái công việc mà làm vệ sinh thay nhớt. Đó. Và thiết bị cuối cùng không thể thiếu được đó chính là chiếc máy lấy khí, hay là gọi là máy hơi. Thì đây là mình đang cung cấp cho trung tâm, đó là chiếc máy nén khí Uli Việt. Đây là máy nén khí Ấn Độ nhé. Đấy, thương hiệu Uli Việt. Và model công suất thì là với bình chứa là 250 lít. Công suất motor là 2,2 kg và đầu lén là 3HP. Áp lực đầu ra làm việc là 12 kg. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo cho cái tiêu chuẩn vừa làm cầu lưng, bơm lốp, xỉ khô hay thay nhớt, rất là đảm bảo được cho cái tiêu chuẩn cho trung tâm. Và chiếc máy này cũng là cái giải pháp dùng điện một pha tối ưu nhất cho cái trung tâm chăm sóc xe dùng điện áp một pha 220. Thì đây
là một giải pháp không thể thiếu được cho mỗi trung tâm. Vừa rồi là mình vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn những trang thiết bị cần có cho một cái trung tâm chăm sóc xe làm đầy đủ tất cả các dịch vụ, từ làm chăm sóc nội thất, chăm sóc khoang máy đến bảo trì, bảo dưỡng, thay dầu, thay nhớt, đấy, phủ gầm. Đấy thì các bạn đang có nhu cầu quan tâm đến những trang thiết bị và setup cái trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp thì hãy liên hệ với mình qua số này trên để được bên mình hỗ trợ tư vấn lựa chọn ra những trang thiết bị phù hợp nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến video này của mình. Đừng quên ấn like, subscribe để mỗi khi bên mình ra sóng thì các bạn sẽ nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.